Chúng tôi, Tú Linh, xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Hôm nay ngày 29 tháng 12, 2013, tỉnh Tâm Thiền Tự long trọng tổ chức Ngày Vía Đức Phật A-di-đà và cũng là một ngày thiền tịnh sông tu dưới sự chứng minh của chư Tôn Thiền Đức. Xin kính mời quý vị theo dõi những hình ảnh sau đây. Kính thưa quý vị, theo lời Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ dạy trong kinh A-di-đà, cách thế giới ta bà của chúng ta, mười muôn ức cõi Phật về hướng Tây, có một thế giới tên là cực lạc. Đức Phật giáo chủ cõi đó là Phật A-di-đà hiện đang thuyết pháp độ sanh. Về đời quá khứ lâu xa trước, ở nước Diệu Hỷ, có một vị quốc vương tên là Kiều Thi Ca. Bây giờ, Đức Phật tại thế, hiệu là Thế tự tại vương Như Lai, vì nhà vua mà thuyết pháp. Vua nghe xong liền giác ngộ khước từ ngôi vua xuất gia làm tỳ kheo hiệu là pháp tạng một hôm pháp tạng tỳ kheo đảnh lễ phật quỳ xuống chắp tay cầu phật thế tự tại vương chứng minh 48 lời phát nguyện của ngài do nguyện lực ấy sau này chạy qua nhiều kiếp tu hành ngài viên thành lời nguyện và thành phật hiệu là a di đà Dạ A Di Đà Phật, con kính chào thầy. Con đang thấy chùa đang sửa tiền đường đó thầy. Dạ thầy có một vài lời kêu gọi quý Phật tử đồng hương xa gần góp mà bằng tay để cho thầy mau hoàn tất cái tiền đường không thầy? Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. À, kính thưa quý khán giả đang xem đài À, kính thưa chị Tu Linh thì chùa tĩnh tâm hiện nay đang tiến hành xây dựng cái, cái tiền đường phía trước và đã hoàn thành được cái phần foundation. thì tiếp tục sẽ còn tiếp tục để xây dựng lên cái phần mái phía trên cũng như là decoration cho cái tiền đường à, cũng cần nhiều bàn tay để mà cho cái công trình này nó được mau chóng thành tựu kính à, thưa quý vị chùa tĩnh tâm song song với việc xây dựng thì chùa cũng thường xuyên tổ chức những ngày lễ vía những cái khóa tu để mà cầu nguyện à, cho người sống và cái người đã mất nói về người đã mất thì đặc biệt hôm nay à, thầy xin thay lời cho chùa tĩnh tâm xin gửi lời à, chia buồn sâu sắc đến gia đình của nhạc sĩ người nhà nhạc sĩ tài hoa việt dũng một nhà đấu tranh dân chủ cho việt nam và cho mọi người đồng thời cũng nhân cơ hội này Trước thềm năm mới, à, thầy và bổn tự xin kính chúc toàn thể à, quý khán thính giả à, của đại STBN cũng như toàn thể là quý vị một năm mới luôn được an khang thịnh vượng, à, kiết từ như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi tu linh tường trình cho SPTN từ Kannapolis, North Carolina. Xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị trong phần phóng sự kế tiếp. đây chúng tôi xin tạm dừng để mời quý vị nghe phần thông báo và quảng cáo thương mại